Sáng 24 tháng 3, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Lam Hà tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 3, nhiệm kỳ 2019-2024. Đây là đơn vị tổ chức điểm khối phường. Tham dự đại hội có 60 đại biểu chính thức đại diện cho lực lượng thanh niên trên địa bàn phường. Nhiệm kỳ 2014-2019, Hội Liên hiệp Thanh niên phường Lam Hà thực hiện đạt và vượt 5/6 chỉ tiêu đề ra. Hội đã thực hiện 5 công trình thanh niên, kết nạp mới 126 hội viên, tặng 60 suất quà cho gia đình chính sách, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, giới thiệu 22 thanh niên ưu tú cho đảng kết nạp. Trong 5 năm qua, hội tư vấn giới thiệu việc làm cho 120 thanh niên với mức thu nhập trên 3,5 triệu đồng, khai thác nguồn tín dụng ưu đãi hơn 800 triệu đồng giúp hội viên vay vốn phát triển kinh tế. Hội Liên hiệp Thanh niên phường cũng đã tổ chức 65 đợt ra quân tổng dọn vệ sinh, xóa 8.900 quảng cáo giao vặt trái phép, dọn 154 mét khối rác thải, đồng thời phối hợp với Đoàn Thanh niên phường lắp 700 giá treo cờ trên tuyến đường Trường Chinh với tổng trị giá hơn 20 triệu đồng. Nhiệm kỳ 2019-2024 với khẩu hiệu Tuổi trẻ phường Lam Hà đoàn kết, xung kích, sáng tạo, khởi nghiệp, góp phần xây dựng quê hương văn minh hiện đại, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Lam Hà đề ra 8 chỉ tiêu phấn đấu, trong đó hội phấn đấu duy trì và nâng cao tỷ lệ tập hợp thanh niên đạt từ 75% trở lên, thành lập và duy trì ít nhất một mô hình đoàn kết, tập hợp thanh niên, mỗi năm tặng từ 5 đến 10 suất quà cho các gia đình chính sách, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, hàng năm kết nạp 25 đến 30 hội viên mới, giới thiệu 3 đến 5 thanh niên ưu tú cho đảng xem xét kết nạp. Tại đại hội, các đại biểu hiệp thương cử Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Lam Hà nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 15 ủy viên, cử đoàn đại biểu dự đại hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam quận gồm 9 thành viên. Đồng chí Nguyễn Thị Tâm, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường khóa 2, được đại hội tín nhiệm tiếp tục cử làm Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường khóa 3. Nhân dịp này, 5 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2014-2019 được Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam quận và Ủy ban Nhân dân phường Lam Hà tặng giấy khen thưởng.